không bao giờ luôn được chưa? Không bao giờ một đồng cho cái gọi là chức năng đấy, vớ vật. Nào chúng ta sẽ có trang 398 hôm trước và bây giờ sẽ là trang 399, mình sẽ đi tầm khoảng 5 trang nhé. Nào how come you're not in Ravenclaw? Tại sao mà cậu lại không ở trong nhà Ravenclaw? Uh, uh, à cốt truyện nó đang nói đến cái việc đó là cái con bé harmony này này là nó đã nghĩ ra một cái biện pháp để có thể truyền tin tức ở trong cái nhóm đội quân dumbledore đó là cái nhóm kiểu như lén lút bọn nó lập ra, nhé một bọn nó lập ra ừ. rồi nào tại sao mà cậu lại không ở nhà ravenclaw nhỉ, Đấy, cậu ta kiểu hỏi một cách rất là cái gì hỏi một cách rất là 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 là, là mang tính chất yêu cầu, đấy à, nhìn chăm chăm và harmony với một cái cảm giác gì đó mà nó gần giống như là sự ngưỡng mộ. Ừ. Rồi chúng ta sẽ demand một thứ gì đó, tức là kiểu đặt ra câu hỏi một cái cách nó rất là uy lực nha, xong rồi là kiểu như đầy cái giọng điệu ở đấy yêu cầu bắt người ta phải đưa ra cái câu trả lời ngay lập tức thì đấy nó dùng từ demand khi mà đi với câu hỏi. Ừ và wonder ở đây ấy, nó dùng ở dạng danh từ tức là sự thán phục, sự trầm trồ đấy. thế cho nên nó mới gọi là kiểu như mình 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 gọi cái đấy là một cái wonder đấy, of the world đúng không? tức là kiểu một cái kỳ quan đó. thế cho nên nhá wonder tức là admiration cái sự ngưỡng mộ thậm chí nó còn thể gọi là reverence đúng không? tức là sự 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 kính phục luôn á. tiếp theo with brains like yours tại sao cậu không ở trong nhà này nhỉ? với cái trí tuệ như là của cậu À, với cái bộ não như là của cậu ấy. Ờ à, thì mũ lựa chọn, mũ phân loại đã dứt seriously consider putting me đi, putting me in Ravenclaw. Cái mũ phân loại thực sự đã cân nhắc đến cái việc xếp tớ vào trong nhà Ravenclaw trong cái quá trình phân loại của tớ. Hermione nói rất là dạng dỡ nhưng mà nó đã quyết định vào cái nhà Gryffindor sau cùng. Ờ à, thế thì ý của các cậu có nghĩa rằng là chúng ta sẽ sử dụng những cái đồng galleons có đúng không? Đấy. rồi cái sort tức là sắp xếp nhé và đây là có thể hiểu là cái mũ này này nó phân ra các cái nhà khác nhau ừ. rồi bright tức là ánh sáng nó tươi đúng không? và đây cái giọng nói của này rất là tươi tỉnh decide on something tức là chúng ta có thể kiểu uh, make up my mind, right. make up somebody's mind đưa ra được cái quyết định mind on something Đấy. Rồi tiếp theo này, ờ uh, uh, có một cái sự rầm rầm thể hiện sự đồng tình và tất cả mọi người đều di chuyển lên phía trước để mà lấy một đồng vàng từ cái rổ. Đấy, từ cái rổ. Harry thì nhìn ngang về phía của Hermione. Uh, cậu biết những thứ này không cậu biết những thứ này gợi cho tớ nhớ về cái gì không? Không, nó là cái gì vậy? Đó chính là những cái vết sẹo của Tử thần Thực tử. Đấy Voldemort chạm vào một trong những cái vết sẹo đấy và tất cả những cái vết sẹo đó thì nó sẽ gọi là nhức lên, nó sẽ gọi là nóng lên, bừng cháy lên. Và tử thần thực tử sẽ biết rằng là họ cần phải join him, đúng không? Họ cần phải gọi là đến chỗ của hắn ta. Ascent nhá, thì khi mà các bạn đi thi IELTS mà không có đủ cái tuổi ấy, thì nó sẽ có một cái form of ascent. À, no, 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 hình như mình nhầm rồi. Consent, nó mới đúng. Cái từ trong cái form đấy là Consent nhưng mà accent nó cũng có nghĩa là cái sự uh, đồng tình nhé các bạn nhé đấy đồng tình và mơ mờ thì đó là cái tiếng nó không thành gọi là không 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 rõ ràng và nó thường kiểu nói thì thầm rum 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 nhé nói thì thầm ừ, và đây kiểu như cái tiếng dâm ra đúng không mọi người thì thầm với nhau thể hiện sự đồng tình basket uh, thì đó là cái rổ à, cái rổ uh, basket basket Ờ ok cái rổ đúng không Cái rổ Mình mình đang nghĩ xem là có cái từ nào để mà nó đi kèm với cái từ rổ này thôi Đấy, Để mà tạo ra một cái collocation từ vựng hay á Nhưng mà hiện tại không nhớ ra được Alright, Rồi touch đó là chạm vào đâu đó nhé Chạm vào cái gì đó Well just đúng ở đấy Hermione nói một cách kiểu như nói thầm Thầm lặng với lại Harry Đó là cái nơi mà tớ đã có được ý này Nhưng mà cậu sẽ để ý thấy rằng Tớ đã quyết định Đó là khắc vào đó cái ngày À, tớ đã quyết định rằng là sẽ khắc này, sẽ khắc cái ngày của cái buổi gặp mặt trên những cái phần của kim loại đấy, Trên những cái mẩu kim loại thay vì là trên da của thành viên trong tổ chúng ta đấy, Trên da của những thành viên trong đội chúng ta đấy. À, Chúng ta sẽ có engrave nhá nha Thực ra cái từ grave nó là cái mộ đấy, Và in một thứ gì đó tức là tạo ra thứ đấy Thế thì nghĩa tượng hình của từ này này có nghĩa là tạo ra được cái vết lõm đấy, Tạo ra được một cái khe hay là kiểu một cái vết nứt thì nếu như mà nó đi với lại cái uh, điêu khắc á, thì nó có là chạm trổ nhá hay là khắc lên một thứ gì đó nhá phải nhớ là cái grave chính là cái mộ đúng không nó sẽ bị thụt xuống dưới đất á thế thì in một thứ gì đó tức là tạo ra thứ đấy thế thôi in grave trí của nó là khắc lên và bit nó giống kiểu các cái mẫu kim loại thôi rồi rather than bằng với từ instead of tức là thay vì ờ tớ thích cái cách của cậu đấy harry nói và cười nhăn răng này khi mà cậu ta trượt Cậu ta thả cái đồng vàng của mình vào trong túi Prefer nó sẽ là thích cái này thay vì cái kia Nhớ yeah, thích cái này thay vì cái kia ờ, Các bạn sẽ thấy rằng là ấy, Nhiều bạn sẽ dùng từ Prefer này tương tự từ Like Và nhỏ là sai nhé Prefer không bằng Like Mà Prefer tức là thích cái này thay vì cái kia Nó phải có trong một cái bối cảnh là so sánh hai thứ Đây, con bé Harmony nó đang kiểu so sánh cái này về cái kia mà Và đấy, tớ thích cách của cậu rồi green tức là cười nhăn răng này slip tức là mình trượt một thứ gì đó tuy nhiên nếu mà kiểu uh, into thì tức là thả đấy cái khoảng cách nó rất là hờ hờ nó, nó rất là kiểu hẹp ấy xong rồi thả, thả nó vào slip nó vào right. tớ cho rằng cái nguy hiểm duy nhất với những cái đồng vàng này đó là chúng ta có chúng ta có thể sẽ vô tình tiêu nó thôi accidentally tức là kiểu một cách vô tình à, tai nạn nó xảy ra chứ không phải là cố ý Fat chance uh, quả thực là một cái tỷ lệ khả năng cao đấy Ron nói người mà đang nhìn cái Xăm soi cái đồng vàng giả của cậu ấy với một cái uh, với một cái giọng với một cái bộ dạng nó hơi luyến tiếc một chút hay nó hơi thương tiếc một chút chúng ta sẽ có được fat chance tức là cái cơ hội nó rất là fat Đó, cái tỷ lệ nó rất là fat còn nếu như mà tỷ lệ thấp thì nó sẽ có một cái từ nó gọi là gầy gò nó không phải là thin à, tất nhiên thin có thể dùng được nhưng mà thường nó dùng từ slim đấy slim tức là tỷ lệ tỷ lệ thấp hoặc là kiểu như là cái um, phần trăm của nó nó ít đó slim nha yeah, slim uh, tiếp theo nào chúng ta sẽ có là đây nha mournful thì khi mà chúng ta mourn một ai đó thì tức là thương tiếc người ta khi mà người ta đã khuất đã mất rồi thế thì môn ở đây air để cho tức là cái giọng cái bộ dạng nó đang thể hiện sự thương tiếc rằng là à mình không được tiêu cái đồng vàng này yeah. ok thì cái air nó là cái manner khi mà dùng ở dạng uh, c 2 nhá ý của nó là cái khí nó toát ra bên ngoài ấy. đó Đấy. cái bộ dạng cái giọng điệu nó toát ra tớ không thực sự có bất cứ một cái đồng vàng nào tớ không có bất cứ một đồng vàng thật nào để mà confuse it with à để mà đều gọi là để để bị nhầm lẫn với cái đồng vàng này, nhá. Yeah. right. bởi vì confuse tất nhiên là chúng ta confuse something with something ấy thì tức là kiểu mình bị nhầm lẫn, mình không phân biệt được. đấy. can't tell something apart, chưa yeah. Nào khi mà cái trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải Gryffindor đối đầu với Slytherin nó đến gần hơn thì những cái buổi gặp mặt DA của họ đã được hoãn lại bởi vì là cô đội trưởng Angelina khăng khăng phải luyện tập hàng ngày, vào những cái buổi luyện tập hàng ngày. Khăng khăng rằng là phải có những buổi luyện tập hàng ngày. Versus, VS, Đó, tức là đối đầu hai thứ với nhau đấy. Đấy, đây là cái gọi là cái 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 gì nhỉ? À, viết đầy đủ của nó versus nhé. Drew, quá khứ từ draw tức là kéo, nếu như mà nói đến thời gian thì tức là à dần dần nó đến gần hơn, nó approach. Put on hold tức là kiểu như được um, hoãn lại được hoãn lại. Insist on something thì tức là mình khăng khăng, mình quả quyết cái việc đấy nó phải xảy ra hoặc là kể quả quyết phải có một thứ gì đó. Đã, put on hold delay đúng không? Daily practices tức là các cái buổi tập hàng ngày là nó dùng ở dạng danh từ. Rồi cái sự thật rằng cái cup quidditch nó đã không được từ từ nó đã không giữ được It had not been held for so long. À cái cúp Quidditch nó không được chạm vào quá là lâu rồi thì nó đã xem nào uh, nó đã gọi là đem đến một cách đáng kể những cái sự hứng thú và những cái sự hưng phấn xoay quanh cái trận đấu sắp tới rồi had not been held thì ý của nó ấy, có nghĩa là cái giải đấu này này cái cúp này này nó đã không gọi là được tổ chức nhé bởi vì từ hâu còn có nghĩa là tổ chức một thứ gì đó thứ hai đó là cái cúp này này nó không được chạm tay vào tức là kiểu một thời gian dài rồi bọn này nó không có được cái chiến thắng đúng không nó không gọi là được được được, được chạm tay vào cái cúp đấy nên nó có hai ý nghĩa ở đây có thể được hiểu như thế rồi và add considerably tức là kiểu add một cách nó rất là đáng kể nó đáng cân nhắc excitement và interest thế thôi sự hứng thú và hưng phấn surrounding surround tức là vây quanh còn forthcoming tức là cái thứ mà nó đang đến nha Right, nó đang gọi là on the horizon right. Nào cái đội tuyển Ravenclaw cũng như là Hufflepuff thì đang uh, có một cái sự hứng thú rất là rõ ràng trong cái kết quả của cái trận đấu này. Bởi vì họ tất nhiên rồi sẽ phải đối đầu với cả hai đội này trong năm trong năm tới, đó trong năm tới. Rồi lively interest thì tức là cái sự hứng thú ấy mà nó sống động. Thì tức là nó rõ ràng, người ta có thể kiểu cảm nhận được rất là rõ ràng được nhá. Nhìn thấy rõ đấy đừng có hiểu nhé, đó là lively nó chỉ có nghĩa là sống động thôi, mà đây ấy có nghĩa là cái sự hứng thú này này nó cực kỳ là rõ. đấy, right. outcome tức là cái kết quả, over the coming years đúng không? tức là cái, cái năm tới, nha qua cái năm tới là họ sẽ phải đối đầu với cả hai đội này à, và những cái trưởng của mỗi nhà này, những cái người đứng đầu của mỗi nhà của những đội đối đầu nhau, mặc dù là họ cố gắng là che đi, che giấu đi dưới một cái sự giả vờ um, không che giấu đi cái sự cạnh tranh dưới một cái cớ hoàn hảo đó là thể hiện sự uh, gọi là fair play và và gọi là tinh thần thượng võ tinh thần thể thao nhưng mà họ họ cương quyết là họ sẽ hướng đến cái gọi là cái cái từ từ họ cương quyết là họ sẽ hướng đến chiến thắng của trận đấu sắp tới Yeah. thì chúng ta sẽ có disguise chính là một cái lớp hóa trang và nếu dùng ở dạng động từ tức là che giấu nó đi cover nó đi yeah. còn Attempt thì tức là cố gắng làm gì đó cố gắng che giấu này còn pretend tức là một cái cớ hoặc là kiểu một cái trạng thái mình nói dối à, nhưng mà đây có thể hiểu là một cái cớ hoàn hảo nhé một cái cớ gọi là tuyệt vời đúng không bởi vì một thứ gì đi thì tức là nó nó hẳn hoi nó đàng hoàng đấy, và đây một cái cớ đàng hoàng nhé sportsmanship tinh thần thượng võ rồi world determined tức là những cái người trưởng ban này này họ rất là khăng khăng họ cương quyết là sẽ hướng đến chiến thắng see somebody side đó tức là kiểu đứng về phía của ai đó tuy nhiên nó có cái victory ở đây thì đấy có nghĩa là kiểu như luôn luôn hướng đến chiến thắng cho cái team của mình đấy đó tất kiểu như là luôn luôn bảo vệ team mình ấy. Harry nhận ra rằng là giáo sư McGonagall quan tâm nhiều như thế nào về cái việc đó đã đánh bại đội tuyển Slytherin khi mà bà ta đã uh, bà, bà, bà ta đã tước tiết chế khỏi cái việc giao cho họ những cái bài tập về nhà trong những cái tuần mà dẫn đến trận đấu tiếp tiếp theo đó, dẫn đến trận đấu sắp tới How much bà này bà care about? Đó, bé quan tâm nhiều như thế nào về cái việc beat cái đội Slytherin nhé Abstain, là tiết chế Mình gọi là cố gắng hãm lại cái ham muốn của mình, mình không có làm cái việc đấy Đó, bà này bình thường bà ấy rất là muốn giao cho họ nhiều bài tập về nhà Nhưng mà bây giờ bà ấy đã tiết chế rồi Ok, the week leading, uh, the week leading up to the match Cái trận đấu, đúng không? Mà cái tuần này, trước Từ từ, cái tuần mà nó sắp sửa đến cái trận đấu Cái gì? À, tôi nghĩ là các cậu đã có đủ những thứ cần phải quan tâm đến tại thời điểm hiện tại rồi. Đấy, bà ta nói một cái cách vô cùng là cái gì một cái cách vô cùng là 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 hơi hơi khó dịch từ này các bạn ạ. Bởi vì ấy, không phải là hậm hĩnh đấy mà nó cũng không phải là kiểu à, tự tự cao ở một cách hơi tự cao một chút nhé tự cao tự cao. Uh, get on with something ấy, thì tức là kiểu như mình phải gọi là tương tác hay là mình phải connect với một thứ gì đó hoặc là mình phải đối phó với nó. Yeah. Thứ hai đó là cái từ loft nó là cái gác xếp và nếu mà lofty tức là kiểu một người luôn luôn nghĩ mình quan trọng hơn người khác more important than others trích uh, thượng uh, đúng 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 đấy right. nó không hẳn là tự cao nhưng mà cái giọng của nó hơi hơi bossy một chút nhá hơi hơi bossy một chút hơi ở uh, ừ, cao Nhớ cái Loft chính là cái gác xếp Đó, chính vì vậy cho nên là Lofty mới là một người mà kiểu như À nghĩ mình trên người khác Rồi, nào không ai này Không ai có thể tin được Cái tai của họ khi mà Cho đến khi bà ta nhìn thẳng Về phía của Harry và Ron Và sau đó nói một cách rất là u ám Nói một cách rất là nghiêm trọng Tôi đã quen với cái việc đó là nhìn thấy cái cúp Quidditch uh, Trong gian thư phòng của tôi à, Các chàng trai à và tôi thực sự không muốn nó, không muốn phải đưa cái cúp đấy cho giáo sư Snape. Thế cho nên hãy dùng cái thời gian thêm của mình để mà luyện tập. Được chứ? Ừ. Rồi, có một từ rất là cao ở đây đó, từ accustomed. Nó bằng với từ familiar. Đấy, nó quen với cái việc gì rồi nha? Used. Đó, used to something. Đây, nhìn thấy cái cúp này, in my study. Study ở đây không phải là việc học tập, mà nó chính là cái thư phòng. Được, cái thư phòng tức là kiểu một cái cái phòng để đọc sách ấy right. Tiếp theo, hand it over Tức là đưa qua tay cho ai đó đấy. Tôi không muốn phải giao cái cúp đấy cho giáo sư Snape đâu Ông Snape này, ông ấy Was no less obviously partisan Cái gì nhỉ uh, Ông Snape thì ông ấy cũng không, không Nếu mà mình ấy, các bạn chú ý cho mình một cái từ trong tiếng việt mình không tìm ra tiếng việt của nó ấy. nếu như mà mình gọi là, là, là chỉ có one sided tức là mình chỉ có đứng về một bên thôi không có gọi là cạnh công bằng cái bên còn lại thì trong tiếng việt nó gọi là cái gì nhỉ thiên vị thiên vị ở ờ, nó gọi là thiên vị đấy bởi vì cái từ part nha tức là kiểu một phần Đó và partition tức là kiểu chỉ có nghiêng về một phần bên này thôi còn bên kia kệ không quan tâm Đó và no less tức là so sánh với cái bà này này tức là không hề kém cạnh gì trong cái việc đó là thiên vị về một bên, chỉ có đứng về bên kia thôi, Partition Rồi, các bạn có thể coi như bằng một từ như thế này này, one sided này. Tao chỉ đứng về một phía thôi, kệ chúng mày. Đấy chưa? Thế chưa? Tiếp theo, ông ta đã đặt cái sân vận động quyết định cho những cái buổi tập của nhà Slytherin rất là thường xuyên đến cái nỗi mà nhà Gryffindor đã có những khó khăn trong cái việc đó là chiếm được cái sân này để mà luyện tập đã book được, đã gọi là đặt hết rồi. Pitch thì chính là cái sân pitch nha, chính là cái sân cỏ. Ấy. Uh, so often that ý của nó có là kiểu rất thường xuyên đến cái nỗi mà nhà Gryffindor gặp khó khăn trong cái việc get on it to play, đó, lên sân để mà chơi. Rồi ông ấy cũng uh, làm ngơ những cái báo cáo của những cái báo cáo này về những uh, âm mưu chiêu trò của nhà Slytherin trong cái việc đó là hóa Ếm bùa những uh, thành viên trong đội tuyển Gryffindor ấy, Trong hành lang Rồi ông ấy làm ngơ nhé Ông ấy kệ đó, Turn a deaf ear Rồi các bạn có một cái từ đó Turn a blind eye Nhưng mà đây nó cũng có một cái tương đồng Tức là turn a deaf ear Đấy. Coi như là kiểu mình điếc luôn Điếc luôn với rất là nhiều những cái báo cáo Về những nỗ lực của nhà Slytherin Trong cái việc Ếm bùa những thành viên của đội Gryffindor Hex Đó Hex Ai đó tức là kiểu mình jinx người ta. Mình cho người ta một cái bùa để mà lú. Đấy. Corridor hành lang này. Rồi khi mà Alisa xuất hiện hay là có mặt ở trong cái tòa bệnh xá. Với cái đôi lông mày của con bé này. Nó gọi là nó mọc lên rất là dày và rất là nhanh. Đến cái nỗi mà nó đang che đi cái thị lực. Che đi cái đôi mắt của con bé. Và đã che xuống đến tận miệng của con bé thì ông Snape ông ấy khăng khăng rằng con bé này chắc hẳn đã thử một cái thần chú đó là khiến cho tóc lông mọc dày hơn chính với chính bản thân mình à, chúng ta sẽ có cái từ này turn up tức là bằng từ show up nha nó xuất hiện nó có mặt ở trong cái hospital wing đúng không chính là cái bệnh xá đấy cái bệnh xá cái infirmary bởi vì bởi vì cái wing ấy chính là một cái tòa nhà riêng biệt đối với lại một cái dãy tòa nhà tổng thể đấy đó, nó gọi là cái tòa cánh uh, thick and fast tức là nó mọc rất là nhanh và dày này, obscure tức là nó che khuất đi nha nó che khuất đi hoàn toàn luôn từ từ obscure với là obstruct từ này hai từ này khá là giống nhau tuy nhiên obscure tức là che còn obstruct tức là cản trở nó cản trở miệng của nó tức là kiểu nó, nó nó lọt hẳn vào mồm á Lông mày đúng không? Nó dài, nó mọc dài đến nỗi Mà kiểu như nó lọt hẳn vào mồm luôn Khi mà con bé này nó nói Rồi ông Snape insist Tức là ông ta khăng khăng rằng con bé này chắc hẳn Must have uh, Cộng với lại V3 đúng không? Chắc hẳn đã làm gì uh, Attempt Tức là thử một thứ gì đó Và đây thử một cái thần chú khiến cho lông Nó mọc dày hơn này, chính bản thân mình Và ông ta từ chối Lắng nghe 14 nhân chứng những người đã khăng khăng rằng là họ đã nhìn thấy cái thủ môn của nhà Slytherin Miles Blackjay uh, Ếm bùa con bé từ đằng sau với một cái bùa Đó, Hay là kiểu như là tấn công con bé với một cái bùa từ đằng sau đấy, Khi mà con bé nó đang học ở trong thư viện đấy, Refuse tức là từ chối đấy, Khước từ việc đấy Eyewitness Nhân chứng đấy, 14 Nhân chứng À, những người đã insist, đã khăng khăng khẳng định rằng là thủ môn của nhà Slytherin chính là cái người Keeper, được chưa? Keeper Ê, cái từ này nó còn có nghĩa ẩn dụ rất hay nhé yeah. Có nghĩa là một người... Uh... Này, ví dụ các bạn yêu được một ai đó ấy, hay là kiểu Được người ta che chở mà cái người đấy là người mà nó số một Không có ai khác có thể sánh bằng ấy, thì... Thì trong tiếng Anh nhé, nó gọi cái người đấy She's a real keeper She's a real keeper Được yeah. Thế thì trong tiếng Việt thực ra diễn đạt câu này hơi khó Tức là à con bé đấy tốt lắm đấy Mày phải giữ này nó Được yeah. Thì lại she's a real keeper Không hẳn tầm thủ đâu Nói trong tiếng Việt cái này mình không biết diễn đạt như thế nào mà, Nhưng mà trong tiếng Anh ấy Tức là yêu được một ai đó mà nó cực kỳ là tốt Xong rồi đấy là một người 10 điểm Đúng không? Phải giữ đi She's a real keeper rồi, Harry này cảm thấy rất là uh, tích cực, đầy hy vọng về cái tỷ lệ thắng của đội Gryffindor. Suy cho cùng thì họ chưa bao giờ thua đối với đội của Malfoy. Đây, có nhiều cái trong tiếng Anh, tiếng Việt chịu luôn. Đây, tiếng Việt mình không biết diễn đạt cái này là như thế nào cơ. Optimistic tức là kiểu như đầy hy vọng nhá, hay là kiểu rất là tích cực, lạc quan. Và đây chance tức là cái tỷ lệ, cái cơ hội á. Rồi các bạn có các bạn có phân biệt được cái từ chance với cái từ opportunity không? Đấy, trong rất nhiều livestream trước đó mình đã giải thích cho mọi người hai từ này nó khác biệt như thế nào nếu như mà đặt lên bàn cân so sánh nhé. Và đây là à, after all suy cho cùng á, họ chưa bao giờ lost to Malfoy's team đúng không? Chưa bao giờ thua cái đội của thằng Malfoy. Công nhận rằng Ron thì vẫn đang không có trình diễn được theo cái tiêu chuẩn của anh Wood. Nhưng mà cậu ấy đang làm việc cực kỳ là chăm chăm chỉ hay là kiểu đang cố gắng cực kỳ là chăm chỉ để mà cải thiện Ê, cái gì cái chance tức là cái tỷ lệ đó tức là nó có thể xịt còn cái opportunity ấy, tức là nó nu, nó available em nó là một cái thứ kiểu như có sẵn mình giơ tay ra mình lấy thôi là được đấy thì nó dùng từ opportunity nhé Nhân viên dự án an ninh đường đua có dùng từ mar marathon uh, running track security team được không? Dùng được chứ? Ừ, dùng được. Riêng cái từ security team nó có nghĩa là cái đội bảo vệ rồi thoải mái đấy, chỉ cần đưa cái đường đua và thôi là được. Ok, nào tiếp theo này. Đến đâu nhỉ? Uh, performing cái đấy to somebody standard tức là kiểu mình vẫn chưa với tới được theo cái level của người ta. Yeah. Thằng uh, anh Wood, tức là thủ môn trước đó và Admittedly tức là ập à, cái gì nhỉ Th quả thực rằng đúng không thừa nhận rằng à, nó, nó dùng trong cái câu mang tính chất nhượng bộ rồi cái điểm yếu lớn nhất của Ron này đó là cái um, xu hướng là mất đi sự tự tin của mình khi mà cậu ta đã có một cái sai lầm nếu như cậu ta để lọt lưới một bàn thì cậu ta sẽ trở nên rất là bối rối rất là kiểu gượng gạo và từ đó thì có khả năng là sẽ gọi là bị để thua nhiều hơn. Định gọi là để lỡ nhiều hơn rồi nhá. Thì cái weakness ở đây chính là cái điểm yếu này, cái nó gọi là Achilles uh, cái gì nhỉ? Cái cái, cái uh, Achilles heels đúng không? gót chân của Achilles. Tiếp theo chính là lose confidence, mất đi sự tự tin, blunder ấy, tức là mistake, hai từ này giống nhau. Hai từ này giống nhau nhá. À, blunder, mistake. Làm sao để biết cái nào văn nói hợp hơn nữa? xem nhiều vào đọc nhiều vào thế thôi xem nhiều các cái phần uh, phim nước ngoài vào đọc nhiều chuyện tranh vào đọc nhiều chuyện gọi là có hội thoại vào là biết ngay đấy là cái đấy nó dùng được trong văn nói hay không nhá mà nó có tự nhiên hay không rồi nếu mà để này Flustered thì bình thường ấy từ này nó dùng theo đó là nói đến uh, lông lá tơi tả nhưng mà nếu mà nói đến cảm xúc con người thì tức là kiểu nó rất là bấn loạn đấy cho nó cực kỳ là bất ổn thì đấy gọi là blush, flustered. Rồi, miss more tức là kiểu để lỡ đúng không? Để lọt lưới nhiều hơn. Mặt khác thì Harry đã nhìn thấy Ron đã có một số những cái cú cứu thua rất là ấn tượng khi mà cậu ấy đúng phong độ của mình. Trong một cái trận đấu đáng nhớ, cậu ta đã hung one-handed from his broom cậu ta đã treo lơ lửng với một tay trên chổi của mình và sau đó thì đã đá cái quả phồ rất là mạnh ra khỏi cầu môn đến cái nỗi mà nó phóng nó phóng dọc theo cái chiều dài của sân đấu và đi thẳng qua cái gọi uh, cái, cái, cái 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 rổ trung tâm ở bên phía cầu môn còn lại thì đó mọi người thấy là nếu mà muốn sử dụng ngôn ngữ kể cả nói hay là viết thì đọc nhiều nghe nhiều bởi vì cái input đó, nó sẽ determine 20%, uh, 20 of your output language yeah. Cái ngôn ngữ output của chúng ta ấy, nó được quyết định bởi cái phần nạp vào yeah. uh, 80% nạp thì nó mới có thể quyết định được 20% xuất ra Đấy tức là kiểu mình phải đọc và nghe 80% ấy thì mới nói và viết được 20% Đấy, Mà các bạn gọi là không bao giờ đọc và nghe thì làm sao mà nó có thể nói viết được Thế thôi Ờ uh, nào chúng ta sẽ có ở đây on form, đó be on form tức là um, phong độ tốt nhất, nhé hoặc là kiểu on a game đúng không? right, thì nó gọi là phong độ tốt nhất. còn uh, spectacular Save chính là những cái cú cứu thua rất là ấn tượng này, nó sẽ thêm từ truly vào đúng không? nhấn mạnh cho nó thôi. ok rồi memorable tức là kiểu đầy memory hoặc là kiểu có thể nhớ được cái đấy dễ dàng đúng không? tức là đáng nhớ đó. Uh, one handed này tức là cái trạng thái chỉ có một tay thôi treo treo lơ lửng một tay thôi hút đúng không uh, cái go húp rồi chính là cái cầu môn nha mà thường cầu môn là vòng tròn đấy ý của nó là như thế bởi vì cái hút này nó gọi là kiểu cái vòng tròn ở uh, tức là phóng vọt đi và đây phóng vọt theo chiều dài của sân đấu này và đi qua cái vòng tròn cầu môn chính diện không? vòng tròn cầu môn chính diện ở giữa ở cái phía còn lại. Cái em thì một thứ sẽ có hai em, em end bên này và em bên kia. Thế cho nên cái center hoop ở đây chính là cái đấy, cái hoop ở đây. Hoop, hoop. Uh have somebody jump through hoops, tức là kiểu khiến người ta trở tay không kịp, khiến người ta gọi là bị 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 khốn khổ với cái um, công việc quá là nhiều. Đấy, rồi bắt người ta làm cái việc này, làm việc kia đúng không? Tức là have somebody jump through hoops Đấy Khiến người ta khổ sở Nó làm hết việc này việc kia luôn Nó giống như kiểu cái con thú Ở trong sở thú ấy Nó phải nhảy qua các vòng này Trên vòng khác đúng không Nó rất là khổ Bắt người ta làm vậy à, Khiến người ta khổ sở Rồi Cái phần còn lại của trong nhóm này Thì cảm thấy Cái lần cứu thua này Ờ uh, ờ từ từ. Ok, những phần còn những người còn lại trong nhóm thì cảm thấy lần cứu thua này nó hoàn toàn uh, từ từ lần cứu thua này này nó hoàn toàn có thể so sánh tương đồng với lại cái lần mà được thực hiện gần đây nhất bởi Barry Ryan, chính là thủ môn đội tuyển Ireland uh, quốc tế. Đó, ý của nó là kiểu thủ môn này trong đội tuyển quốc tế của Ireland uh, khi mà đối đầu với lại cái người truy thủ từ từ đối đầu với lại người truy thủ hàng đầu của Portland uh, Ladislao đúng không chính là anh này chúng ta có một cái cấu trúc cực kỳ hay nhé fell cái đấy compared favorably the favor favorably thì nó cảm nó đưa một cái v2 á nó đưa một cái cái sorry một một cái quá khứ phân từ vào đây để mà bổ nghĩa ấy. tức là nó nói đến cái cái đặc điểm khi mà người ta dùng cái hành động fell ở đây tức là cảm thấy cảm thấy cái đấy, được, nó có hệ quả, nó có đặc điểm như thế nào. Đấy thường khi mà nó bổ nghĩa theo kiểu tính từ hoặc là một cái v3 cho một cái động từ ấy thì tức là nó nói đến kết quả của cái hành động đấy. Ừ. Rồi và compare tức là được so sánh đúng không? Favor favorably tức là kiểu một cách có favor có cái sự thiên vị ở đây. Rồi ý của nó ấy có nghĩa là à nó cũng ngang bằng với lại cái level của anh này nếu như mà mình gọi là mình châm trước mình thiên vị cho Ron một chút yếu nó thế. Ừ, kể cả Fred thì đã nói rằng Ron có thể sẽ khiến cho cậu ấy và George tự hào và nói rằng họ đang thực sự cân nhắc rất là nghiêm trọng cái việc thừa nhận <laughs> thừa nhận rằng Ron có gọi là có có máu mủ liên quan tới họ. đấy Bởi vì là kiểu trong nhà thường là hai anh này sẽ không thừa nhận Ron là anh em song sinh anh em trong nhà của mình đúng không? Và bây giờ khi mà Ron chơi tốt như thế thì chúng nó nhận rằng là à, chúng ta có liên quan tới nhau, anh em đấy, đúng kiểu anh em rồi. Một thứ gì đó mà, 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 từ từ mà Fred này đã, từ từ, à, một thứ gì đó, một cái điều gì đó mà Fred đã, đã, đã gọi là đảm bảo uh, chắc chắn với Ron rằng họ đã cố gắng để mà phủ nhận trong 4 năm vừa rồi, đó, đã được 4 năm rồi. Khi mà mình assure ai đó Tức là kiểu mình make sure cái điều này với người ta uh, Sorry sorry Không phải mình guarantee với người ta cái điều này nhé Mình assure somebody Tức là kiểu như mình Trấn an họ này Mình đảm bảo với họ này Đấy và deny một thứ gì đó đúng không Tức là kiểu phủ nhận thứ đấy Trong 4 năm rồi nhé Ví dụ cái gì ạ Ờ uh, đây này Ví dụ nha, bây giờ khi mà mình fav được rồi, favor somebody đúng không? Tức là kiểu mình thiên vị người ta. Thế thì favorable Tức là có khả năng có thể thiên vị, đúng không? Vì vậy cho nên đây tức là kiểu so sánh một cách có thiên vị đấy so sánh một cách có thiên vị Thế thôi, favor somebody nhé Tức là kiểu mình thiên vị người đấy đó, over somebody else Tức là kiểu như thiên vị người đấy hơn người khác đó. Rồi Else, đúng không? Thế là đã hiểu được cái từ đấy chưa? Đấy, so sánh một cách có thiên vị Rồi từ từ không gần 10 giờ có khi đọc đến đây thôi nhỉ đó yeah. đọc đến đấy nhá ngày mai đọc tiếp nhá rồi còn đa phần thì cái bài cái bài báo đúng không thì các bạn có thể tìm thấy ở trong một cái thư mục mình lưu trữ tất cả những bài báo trước giờ mình đọc nhá thư mục đấy được chia sẻ công khai trên trang này đấy yeah. cùng với lại rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí này rồi là các cái thông tin các cái phương pháp tips để mà học tiếng Anh ừ. Hmm. OK. Còn cái nhóm ở trên phở bò nhé, thì đó là IELTS từ con số không. Yeah. Ừ. Nhóm này lập khá là lâu rồi, à, hơn 100k thành viên nhưng mà bây giờ thì đa phần là kiểu một mình mình tương tác ở trong đấy, mình sẽ gọi là up những cái tài liệu ở trong đấy rất là nhiều thường xuyên đó. Rồi ở à, thứ tiếp theo đó là lên lên đây để mà xem lại livestream thì thôi đó trên phở bò nhé các bạn cứ lên phở bò nhé là thấy rồi ok thế thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai thôi chúc mọi người ngủ ngon bye bye